Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết ngày 3 tháng 6 tới, chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt tại Việt Nam trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch đối với các lô vải xuất khẩu đi Nhật Bản. Để đảm bảo thời vụ, thời gian, khối lượng xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị không áp dụng quy định cách ly tối thiểu 14 ngày với chuyên gia Nhật. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian chuyên gia kiểm dịch thực vật Nhật Bản làm việc tại hai tỉnh này theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo. Theo quy định của Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, chuyên gia về kiểm dịch thực vật Nhật Bản phải trực tiếp sang Việt Nam để kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch và xử lý từng lô vải xuất khẩu và chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lý thành công mới được phép đưa đi xuất khẩu. Theo quy định, trước khi xuất khẩu cần kiểm tra để đăng ký cho các cơ sở khử trùng đủ điều kiện thực hiện công tác khử trùng vải xuất khẩu. Đối với hoạt động này, vào tháng 3 năm 2020, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã ủy quyền cho Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra kỹ thuật và đăng ký cho 3 cơ sở xử lý. Theo đó, Cục Bảo vệ Thực vật đã tiến hành kiểm tra và gửi báo cáo cho Nhật Bản vào tháng 4 năm 2020. Hai cơ quan kỹ thuật của hai bộ liên tục trao đổi, giải đáp các vấn đề về kỹ thuật khử trùng, kiểm dịch thực vật. Theo quy định của Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, chuyên gia về kiểm dịch thực vật Nhật Bản phải trực tiếp sang Việt Nam để kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch và xử lý từng lô vải xuất khẩu. Và chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lý thành công mới được phép đưa đi xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của hai tỉnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian chuyên gia kiểm dịch thực vật Nhật Bản làm việc tại hai tỉnh này theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo. Năm 2020, tỉnh Bắc Giang có trên 28.000 hecta vải, sản lượng ước đạt trên 160.000 tấn, tăng 10.000 tấn so với năm 2019. Trong khi đó, số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Hà, Hải Dương ghi nhận toàn huyện có khoảng 3.500 hecta vải thiều. Ăn thử và mua trực tiếp vải thiều Thanh Hà chính gốc với giá niêm yết 40.000 đồng 1 kg. Thậm chí người tiêu dùng còn được người trồng tư vấn trực tiếp về quy trình canh tác, từ cách thức canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho đến thông tin về xuất xứ nguồn gốc. Thứ nhất là gặp được trực tiếp người sản xuất, thứ hai nữa là có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm của Grab, thứ ba nữa là ăn thì chất lượng thì thấy quả nó vừa ngọt vừa thơm, mùi dày. Đây tôi mua ở ngoài là 50.000 nhưng đây vào đây là 40.000, mẫu mã đẹp hơn mọi năm. Hôm nay chúng tôi đến đây thì để truy xuất nguồn gốc cụ thể, cái nguồn gốc tem mác mà khách hàng tiêu dùng đấy truy cập vào thì hiện rõ là địa chỉ nguồn gốc vải ở đâu, chất lượng như thế nào, sản xuất theo tiêu chuẩn như thế nào thì người tiêu dùng sẽ hiểu rõ cái nguồn gốc vải của quê chúng tôi. Theo các nhà vườn trồng vải Thanh Hà, vải nơi đây có độ giòn của cùi, khi bóc quả vải không bị chảy nước, ăn có cảm giác giòn, vị ngọt đậm, hương thơm mát đặc trưng, khi ăn lưu giữ hương vị lâu hơn. Đây là kết quả của việc tập trung phát triển về chất thay vì lượng mà ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương thực hiện nhằm mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng nhất. Hải Dương chúng tôi đấy thì không phát triển theo cái nhiều lượng mà hướng tới là hiện nay chúng tôi đang chú trọng là sẽ phát triển cái quả vải thiều là đảm bảo được cái chất lượng, đặc biệt là cái chất lượng an toàn thực phẩm và cho cái giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cái việc kiểm soát cái dư lượng cái thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay thì các hệ thống phân phối là đến trực tiếp thu mua tại tỉnh Hải Dương và xuống tận vườn của các cái doanh nghiệp, các cái hộ nông dân. Do đó là giữa cái qua cái thương lái là nó rất hạn chế, do đó cái giá mà đưa vào các cái hệ thống phân phối là nó sẽ là cái giá rất là ổn định. Vụ vải thiều năm nay, thành phố Hà Nội cam kết tiêu thụ hàng nghìn tấn quả cho tỉnh Hải Dương, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, ùn tắc nhiều km la liệt ổ khủng long, tai nạn chết người là những nỗi kinh hoàng ám ảnh khi mà người dân nhắc về quốc lộ số 31. Và vụ vải năm nay thì mỗi ngày có tới khoảng 10.000 xe
đi lại trên tuyến giao thông huyết mạch này. Hôm nay hút chết trong cuộc đấu vật vượt quốc lộ 31 vào thủ phủ của vải thiều, bài viết đáng chú ý đăng tải trên Dân Trí. Báo Dân Trí đã có loạt bài phản ánh quốc lộ 31 xuống cấp, cướp đi nhiều mạng người, thông tin về tình hình cấp bách, đề nghị khẩn thiết của tỉnh Bắc Giang với chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Thế nhưng trải nghiệm cảm giác chân thực nhất về thực trạng của tuyến giao thông huyết mạch này, phóng viên Dân Trí đã có cuộc đánh vật vào thủ phủ vải thiều Lục Ngạn trong những ngày mùa vải năm nay. Mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ cho khoảng 20 km đường từ thị trấn Đồi Ngô Lục Nam đến thị trấn Trũ thuộc Lục Ngạn chưa khiến chúng tôi kinh hãi bằng nhiều pha hút chết trong gang tấc. Đó là câu trả lời của phóng viên. Và phóng viên Dân Trí cũng tìm hiểu về nỗi nhức nhối quốc lộ 31 kìm hãm sự phát triển kinh tế của vựa vải thiều lớn nhất cả nước. Trao đổi với ông Lê La Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, không giấu nổi tâm tư vô cùng sốt ruột. Huyện Lục Ngạn thì được biết có tuyến giao thông huyết mạch quan trọng nhất là quốc lộ 31 chạy từ thành phố Bắc Giang qua các huyện Lục Ngạn, Sơn Động sang huyện Đình Lập, Lạng Sơn, huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Quảng Ninh. Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2879 do Phó Chủ nhiệm Mai Thị Thu Vân ký gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đầu tư quốc lộ số 31 đoạn từ huyện Lục Nam đi huyện Lục Ngạn của Bắc Giang. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương xem xét kiến nghị của tỉnh ủy Bắc Giang tại văn bản nêu trên, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý cụ thể theo quy định. Cái mức quả này năm nay nó kém ấy. Hôm nay thì lúc đầu ra quả thì thấy là cũng được nhiều, thế nhưng mà loại quả là nó rụng khá nhiều. Coi như mỗi năm ấy chỉ được 6-7% thôi. Đối với vải thiều Lục Ngạn năm nay thì so với những năm trước đây ấy, thì là cái thời điểm ra hoa và kết trái và cái thời điểm thu hoạch thì chúng tôi xác định là nó chậm hơn so với năm ngoái như cũng như những năm trước, bởi vì năm nay nó nhuận 2 tháng 4. Thế do vậy là có thể là cái mùa thu hoạch vải thiều có thể nó chậm vào khoảng 20 ngày. Mặc dù tỷ lệ đậu quả chỉ đạt 70% so với vụ mùa 2019, nhưng tổng sản lượng trái vải vụ mùa năm nay của vùng vải Lục Ngạn Bắc Giang cũng đạt gần 85.000 tấn. Sản lượng lớn, thời điểm thu hoạch cũng chỉ còn hơn 2 tuần nữa. Nhưng sự vắng bóng của thương lái Trung Quốc giao dịch tại vùng trồng cũng như diễn biến khó lường của dịch COVID-19 đã khiến bà con vùng vải này không ít lo lắng. Như tầm này năm ngoái là cũng nhiều người đến hỏi, nhưng năm nay chưa thấy gì. Chắc là ảnh hưởng dịch bệnh nên cũng chưa có người đến mua. Vải thiều thì nếu không có thương lái đến mua thì chúng tôi sấy. Còn cái vải này thì chủ yếu là bán hàng tươi thôi, hàng miền Nam. Chúng tôi cũng đã xây một kịch bản hết sức chi tiết. Thì có hai tình huống xảy ra. Một là nếu như mà thương nhân Trung Quốc không được phép sang Việt Nam thì các doanh nghiệp của Việt Nam có cái trách nhiệm là mua hàng và chuyển lên biên giới để xuất cảnh sang bên kia và phía họ tiếp nhận. Phương án thứ hai là mời họ sang trước và hiện nay chúng tôi đã liên lạc được khoảng 200 thương nhân Trung Quốc sang trước để cách ly 14 ngày đón vụ vải. Thế thì dự báo ấy là đến 30 tháng 5 này thì có vải sớm và vải chính vụ là từ mùng 10 tháng 6 thì họ sẽ sang trước 14 ngày để chúng ta cách ly theo đúng quy định. Sau đó là họ ra và họ phối hợp để thu mua cho chúng ta. Để xúc tiến thương mại với thị trường xuất khẩu truyền thống quan trọng này, tại vùng vải Bắc Giang 149, mã số vùng trồng vải, với gần 16.000 ha đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Bên cạnh đẩy mạnh công tác xúc tiến hội nghị trực tuyến online, các phương án đảm bảo an toàn giao dịch trong mùa dịch khi vào vụ vải cũng đã được vựa vải này chuẩn bị sẵn sàng. Ủy ban nhân dân huyện và công an huyện, công an thị trấn cũng đặt vấn đề với gia đình cách đây khoảng 10 ngày rồi. Nếu khách thương lái Trung Quốc sang thì cho cách ly 14 ngày tại cơ sở và lo ăn lo nghỉ cho khách. Thì nhà chúng tôi chuẩn bị đầy đủ hết. Còn cái việc mà sát khuẩn, diệt trùng sát khuẩn xung quanh khu vực nhà ở đây thì chúng tôi đã phun là 3 lần. Phòng dịch thì sẽ chuẩn bị là đầy đủ. Tức là mình phải chuẩn bị khẩu trang cho khách đến, phát cho khách nếu như khách không có. Cái thứ hai là nước rửa tay sát khuẩn, diệt trùng là chúng tôi đảm bảo đầy đủ hết. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những địa điểm sẽ được sử dụng là điểm cân vải mới trong mùa vụ 2020 ở khu vực Nam Dương. Thay vì là chỉ có từ 1 đến 2 điểm cân vải như mọi năm thì năm nay ở khu vực này đã tăng lên số lượng là 5 điểm cân, mục đích san sẻ bớt lượng tập trung cân vải khi mà mùa vụ thu hoạch vải đang cận kề. Mỗi một ngày thì trung bình khi mà vào vụ thu hoạch thì những điểm cân vải này có thể giao dịch từ 10 đến 20 tấn mỗi ngày. Đây cũng là một trong những giải pháp được
huyện Lục Ngạn, vùng vải nổi tiếng của cả nước thực hiện để giảm thiểu cái sự tụ tập đông người khi mà dịch Covid đang diễn biến phức tạp hiện nay. Không thuốc bảo vệ thực vật hóa học, trồng theo quy trình được giám sát chặt từ cán bộ kỹ thuật. Hệ thống tưới nước tự động được đầu tư đến tận từng gốc vải. Hơn 15 hectare vải với 2 mã vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu sang Nhật của những nông dân hợp tác xã thôn Lâm, Lục Ngạn, Bắc Giang, dự kiến đạt 300 tấn quả đạt chất lượng trong vụ mùa này. Thì chúng tôi đều theo một cái hướng dẫn của chỉ đạo của khuyến nông, nên là mỗi một lần phun là chúng tôi phun đồng loạt cả khu luôn, chứ không phun lẻ tẻ từng nhà một. Thì vậy ta sẽ trị được toàn bộ sâu bệnh trong khu vực, thì giảm công, giảm bớt đi tới 60% an toàn cho cây vải để nó tốt, nó tươi xanh. Nên quả vải đến bây giờ rất là xanh, đẹp, đều. Thương lái đây là đến tận nơi hái, đấy mình cũng chẳng phải đem vào chợ mua bán đâu. Không chỉ đảm bảo chất lượng trái vải ở khâu trồng, việc bảo quản, chế biến trái vải để đi xa hơn đến các thị trường trên thế giới cũng là vấn đề cấp thiết được đặt ra tại các vựa vải. Nằm trong vùng vải lớn nhất của cả nước, Lục Ngạn, Bắc Giang, một hệ thống máy móc chế biến trái cây và trái vải tươi lên đến một tháng với giá trị gần 9 tỷ đồng đã chính thức được hoàn thiện. Vải tươi thì công ty chúng tôi năm nay là đón đầu cái công nghệ của bảo quản vải của Israel kết hợp với bên viện cơ điện là bảo quản cái trái vải để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hiện tại kết quả làm mẫu thì tương đối tốt, nên trái vải chúng tôi bảo quản trong vòng một tháng là chất lượng vẫn khá tốt, đảm bảo hương vị, màu sắc của vải như nguyên. Năm nay để mà đảm bảo xuất sang thị trường Nhật, chúng tôi xử lý thêm sông khí methi bromid. Công suất của dây chuyền vải tươi tôi sản xuất khoảng 10 tấn một ngày. Đến thời điểm hiện nay cái tổng đơn hàng của tôi nó rơi khoảng 600 tấn đã ký kết. Năm nay thì không ảnh hưởng gì Covid, đơn hàng rất là lớn. Tại cái ngành nông sản này thì người ta vẫn phải tiêu dùng, vẫn phải ăn. Năm nay khoảng tăng khoảng 4% so đơn hàng so năm ngoái. Năm 2020 là năm đầu tiên thị trường Nhật Bản chấp thuận cho trái vải Việt Nam đặt chân chính thức vào thị trường khó tính này. 103 hectare vải đạt tiêu chuẩn Nhật Bản được giám sát kỹ thuật chặt chẽ từ vùng trồng đã được vựa vải lớn nhất cả nước Bắc Giang triển khai. Dù đảm bảo chất lượng, tuy nhiên áp lực sản lượng cũng như ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến khâu kiểm định chất lượng của các chuyên gia Nhật trước khi xuất khẩu bị đình trệ vẫn là bài toán cần lời giải với các vùng vải. Thì chúng tôi lại càng phải tập trung và chỉ đạo là phát triển sản xuất để không ngừng nâng cao cái chất lượng của vải thiều với cái tiêu chuẩn tốt hơn. Và thứ ba nữa là chúng tôi cũng từng bước để mở rộng thêm cái diện tích đó để không chỉ là đáp ứng với thị trường của Nhật Bản mà phải sang các cái thị trường EU, các cái thị trường tiềm năng tiếp nữa. Tức là chúng tôi cũng đã có công hàm gửi sang phía các cơ quan của Nhật Bản đề nghị là có những cái giải pháp, biện pháp nó linh hoạt đặc biệt. Chúng tôi cũng sẽ trao đổi thêm với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cơ quan đầu mối để cùng phối hợp với phía Nhật Bản, có thể là thuê các cái tổ chức mà công nhận các tổ chức mà đánh giá độc lập của Việt Nam chẳng hạn, để mà đánh giá xong đó cung cấp cái thông tin cho phía Nhật Bản. Các kịch bản đã được các địa phương này xây dựng trong đợt vụ thu hoạch thời điểm COVID-19. Với kịch bản không xuất khẩu được thì tiêu thụ một phần thị trường trong nước và tập trung mạnh chế biến như sấy khô, ép nước, trữ lạnh là giải pháp áp dụng. Nếu dịch tạm lắng, ưu tiên xuất khẩu các thị trường Đông Nam Á và Nhật Bản, Trung Quốc và đẩy mạnh xúc tiến thị trường trong nước. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vải thiều Trung Quốc bắt đầu cho thu hoạch từ cuối tháng 4, kết thúc vào cuối tháng 8. Điều đáng lo lắng, năm nay khoảng 70% lượng vải tươi chính vụ được thu hái từ trung tuần tháng 6 đến cuối tháng 7, không lệch quá nhiều so với mùa vải thiều Việt Nam. Chưa kể, nhờ thời tiết thuận lợi nên sản lượng vải thiều Trung Quốc dự báo sẽ ổn định trở lại, nguồn cung tăng. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, khi phương án xuất khẩu trái vải sang thị trường truyền thống như Trung Quốc chiếm tới hơn 40% thị phần, thì hướng tập trung vào nội địa được xem là giải pháp trọng tâm cho trái vải tươi năm nay. 19 mã vùng trồng với 250 hectare vải đủ tiêu chuẩn sang Mỹ, EU. 149 mã số vùng trồng vải với gần 16.000 hectare đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Năm nay, thêm 10 mã vùng trồng tương đương 50 hectare vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản tại vùng vải Lục Ngạn, Bắc Giang. Vựa vải lớn nhất cả nước cũng đã chính thức được công nhận. Với gần 160.000 tấn, vựa vải Bắc Giang xác định vụ mùa năm nay sẽ tăng hơn 60% sản lượng vải của mình để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường nội địa. Nay đã kết nối được một số các cái tập đoàn nước ngoài cũng như trong nước như là A1, như Megamarket, như Worldsmart, Central Group, Saigon Coop, vân vân, một số các cái chợ đầu mối, một số các cái thương nhân
phân phối thương nhân tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản. Dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng nó không thể cấm chúng ta ăn uống được. Do vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với các tỉnh có sản phẩm vải đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi khá hài lòng với các vùng trồng vải ở Bắc Giang. Khâu chuẩn bị khá tốt và quả vải cũng đã đạt yêu cầu sinh trưởng. Chúng tôi cam kết sẽ thu mua các sản phẩm có chất lượng. Với thị phần hơn 100 triệu dân trong nước, được xem là mảnh đất màu mỡ để trái vải thiều xâm nhập. Đặc biệt, thị trường miền Nam rất ưa chuộng loại trái cây này. Ăn trái cây miền Bắc là chỉ chờ có mỗi dịp này thôi, là được ăn thôi, nên đâm ra là mua dữ lắm. Nhà cô thì một năm cứ đến mùa vải là hầu như là ngày nào cũng mua. Vải thì rất là ngon, nó lúc nào cũng ngọt hết, không bao giờ thấy nó chát hay là nó chua gì đâu. Nếu mà đem vải qua miền Nam này thì bán đúng giá nhau thì có lẽ là có thể cạnh tranh được. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng hiện thị hiếu tiêu dùng trong nước cũng đã thay đổi, hướng đến những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Bởi thế, để thị phần nội địa tiêu thụ ổn định, thì các vùng trồng vải cũng phải hết sức đảm bảo chất lượng trái vải đến tay người tiêu dùng trong nước, như với cam kết chất lượng vải xuất khẩu. Chúng tôi đã rà soát rất là kỹ, lựa chọn các cái vùng, các cái hộ mà có đủ điều kiện để tham gia tổ chức sản xuất, chỉ đạo trong cái vấn đề ghi chép, rồi thì hướng dẫn quy trình phòng trừ sâu bệnh. Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới nhưng cũng chỉ là có 400.000 tấn vải. Do đó nếu như tổ chức thị trường tốt, hoàn toàn là chúng ta tiêu thụ trong nội địa là bình thường. Thứ ba là những năm vừa qua, hàng năm xúc tiến thương mại, 26 đến 30 tỉnh thành đã đến xúc tiến thương mại cùng với Bắc Giang cơ mà. Quả vải chúng ta đã vào các tỉnh phía Nam từ mấy năm nay cơ mà. Không có lý gì chúng ta không tổ chức tiêu thụ tốt ở thị trường nội địa. Dự kiến vụ vải năm nay, tại Bắc Giang và Hải Dương, hai vựa vải lớn nhất cả nước đạt tổng sản lượng trên 200.000 tấn vải, tương đương vụ mùa 2019. Với sản lượng như vậy, cùng với việc chủ động thay đổi công nghệ bảo quản, chế biến, đảm bảo các thông tin về chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, tập trung thị trường nội địa, thay vì phụ thuộc lớn vào việc xuất khẩu sang Trung Quốc như trước đây, trái vải Việt năm nay được dự báo sẽ không phải loay hoay tìm đầu ra như những nông sản khác.